Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đề án của Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt huyện đã tới dự và phát biểu ý kiến. Tại hội nghị này, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung về Nghị quyết số 08, 07, 09 và 10 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 29 và đề án của Ủy ban nhân dân huyện về đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý điều hành bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện và cơ sở. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011-2015. Phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2011-2015. Tổng kết thực hiện nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28 và quyết định số 532 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành đề án tiếp tục cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010. Theo đó, về nghị quyết số 07, tiếp nhận và tuyển dụng đủ biên chế cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đảm bảo 100% cán bộ công chức cấp huyện, xã thị có trình độ đào tạo chuyên môn đạt chuẩn, 100% trưởng phòng và cấp trưởng của các đơn vị sự nghiệp, 70% phó phòng và cấp phó của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị. Thực hiện tốt việc luân chuyển bổ nhiệm đề bạt cán bộ quản lý, lãnh đạo, 50% xã thị trấn có trụ sở làm việc khang trang, trong đó có 20% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Về nghị quyết 08 sẽ tập trung đầu tư thâm canh, tăng năng suất sản lượng và chất lượng, phấn đấu đạt 5.000 hectare chè nguyên liệu, năng suất bình quân đạt 110 tạ trên 1 hectare, sản lượng chè búp tươi đạt 55.000 tấn, chè búp khô đạt 12.000 tấn trên 1 năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cổ phần hóa các xí nghiệp chè để tăng cường đầu tư nâng cấp, ổn định diện tích 3.000 hectare sắn, tập trung thâm canh, đưa các loại giống mới có năng suất và hàm lượng tinh bột cao để đạt năng suất bình quân 420-450 tạ trên 1 hectare. Sản lượng 120.000-140.000 tấn trên 1 năm. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cao su Nghệ An, Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con triển khai quy hoạch đạt 1.900 hectare mía và 1.600 hectare cao su. Về nghị quyết 09, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tỷ trọng công nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh tế đạt từ 30-31%. Sản xuất gạch nung đạt 130 triệu viên trên một năm, gạch không nung đạt 150 triệu viên trên một năm. Xây dựng được 3-5 làng nghề, 7-8 làng có nghề. Về nghị quyết số 10, phấn đấu mức thu năm sau cao hơn năm trước từ 16-18%. Phát biểu tổng kết tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu, sau hội nghị này, trên cơ sở đề án của huyện, các địa phương cần nghiên cứu kỹ và xây dựng từng kế hoạch, đề án cho phù hợp với địa phương mình. Chú ý khi xây dựng các đề án cần bám sát vào nghị quyết đại hội đảng các cấp. Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu từng đề án, xem cần đề ra những cơ chế chính sách phù hợp, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra. Các bộ phận phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, vừa qua đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy, dẫn đầu đoàn đại biểu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và một số ban ngành đoàn thể cấp huyện đã đến tặng quà hoa Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí chúc mừng những kết quả quan trọng mà các cấp hội đã giành được trong thời gian qua, khẳng định những đóng góp có ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện góp phần hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Đồng chí cũng mong muốn hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo ra nhiều chương trình hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò vị thế của tổ chức hội, của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Nhân dịp này, tối ngày 20 tháng 10 năm 2011, Hội Phụ nữ thị trấn đã tổ chức giao lưu văn nghệ trong toàn thể cán bộ hội viên với hình thức giao lưu học hỏi và tăng cường tình đoàn kết lẫn nhau, ca ngợi hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước. Các chị đã tham gia rất nhiệt tình và phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Đây là một trong nhiều hoạt động được Hội Phụ nữ thị trấn tổ chức hàng năm mỗi khi đến ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 của hội.
Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện vừa tổ chức họp triển khai dự kiến về thời gian, địa điểm và phân công công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 28. Đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2011. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, các văn bản báo cáo và tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp sẽ được hoàn tất. Cũng theo kế hoạch, tại kỳ họp sẽ có 10 báo cáo và nhiều tờ trình các loại được thông qua để kỳ họp diễn ra nghiêm túc, có chất lượng và đạt kết quả cao. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã yêu cầu các ban, các tổ hội đồng ngay từ bây giờ cần phân công chuẩn bị báo cáo, thu thập số liệu. Đồng chí cũng nêu yêu cầu là bắt đầu từ kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ đổi mới cách thức họp để phát huy có hiệu quả vai trò của các tổ đại biểu. Mỗi đại biểu nâng cao năng lực chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt là công tác thẩm định việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện sẽ có ý nghĩa quyết định để trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các vấn đề quan trọng khác. Ngày 20 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án đổi mới tổ chức Kiểm Lâm. Tới dự có đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm tỉnh. Các báo cáo và ý kiến tại hội nghị đã nêu rõ, việc triển khai và thực hiện đề án này đã thu được nhiều kết quả quan trọng, làm thay đổi cơ bản nhận thức và phương thức hoạt động của lực lượng Kiểm Lâm, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, của các chủ trương trong việc quản lý và bảo vệ rừng. Kiểm Lâm địa bàn đã giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã và hạt trưởng Kiểm Lâm trong việc theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp để khai thác bảo vệ và trồng mới rừng. Việc thực hiện đề án cũng đã trực tiếp làm tác phong lề lối, làm việc sâu sát hiệu quả cho lực lượng Kiểm Lâm, chủ động được trong công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện kiểm tra, kiểm soát, lâm sản và xử lý sai phạm. Từ những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, hội nghị đã nhất trí là sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Kiểm Lâm địa bàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng, trồng cây lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng và tạo môi trường cảnh quan. Ủy ban Nhân dân huyện và Hạt Kiểm Lâm cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp và giúp đỡ của cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2011. Đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Nguyễn Công Thành, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện chủ trì. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho các điều tra viên, các cán bộ trực tiếp rà soát hộ nghèo tại mỗi cơ sở. Việc điều tra rà soát hộ nghèo chính là căn cứ để thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người nghèo, xã nghèo, từ đó có phương án giải pháp từng bước xóa nghèo. Việc điều tra rà soát hộ nghèo cận nghèo sẽ tuân theo quy trình về tiêu chí, tiêu chuẩn, đối tượng và phạm vi thực hiện. Với mức thu nhập bình quân đầu người trên một tháng của hộ nghèo ở nông thôn là nhỏ hơn hoặc bằng 400.000 đồng, thị trấn là nhỏ hơn hoặc bằng 500.000 đồng. Của hộ cận nghèo ở nông thôn là lớn hơn 400.000 đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 520.000 đồng. Ở thị trấn là lớn hơn 500.000 đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 650.000 đồng và sẽ được tiến hành đối với tất cả các hộ dân cư trên địa bàn toàn huyện. Kết luận tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Văn Tiến yêu cầu các đơn vị cần triển khai nghiêm túc, chính xác, công khai, minh bạch, cần bám sát theo khung thời gian của huyện để triển khai thực hiện. Nhưng quan trọng nhất là triển khai rà soát, điều tra cần theo đúng trình tự, tránh làm tắt, làm qua loa. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị bàn về các biện pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác chuyển đổi ruộng đất lần thứ hai. Đây chính là cơ sở quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để huyện đẩy nhanh lộ trình xây dựng mô hình nông thôn mới. Các đồng chí Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trần Xuân Ngân, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, 38 trên 38 xã của huyện đã thực hiện xong bước 1 và bước 2 bao gồm công tác chuẩn bị và công tác lập điều chỉnh quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng. Nhiều đơn vị triển khai nhanh và đã xong bước 4 bao gồm ghép nhóm, bốc thăm nhận ruộng. Hiện đang lập sổ quy chủ tạm thời như Thanh Giang, Thanh Mai, Đồng Văn. Trong khi đó, tiến độ lăn đổi ruộng đất ở một số địa phương vẫn còn chậm. Theo đánh giá, thì công tác lăn đổi ruộng đất hiện đang gặp nhiều khó khăn. Hiện nhiều đơn vị đang thiếu vốn để làm giao thông thủy lợi nội đồng, lắp đặt cống qua đường giao thông nội đồng, chỉnh lý bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua cọc cắm mốc phân ranh giới. Nhiều đơn vị đang băn khoăn
bởi có một phần diện tích đất xâm canh xen lẫn với các đơn vị khác mà nếu không có sự thống nhất thì sẽ không lăn đổi được. Bên cạnh đó, nhiều địa phương không muốn chuyển đổi ruộng đất. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định, quan điểm chung của huyện là tập trung đẩy nhanh tiến độ lăn đổi ruộng đất gắn với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân. Đặc biệt, việc lăn đổi ruộng đất cần căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương đơn vị. Đồng chí cũng nhấn mạnh là việc lăn đổi ruộng đất, quy hoạch cần tính toán hợp lý, có cơ sở khoa học. Ban Chỉ huy Quân sự huyện vừa tổ chức lễ tổng kết hoạt động và chuyển giao địa bàn hoạt động của đội công tác lực lượng vũ trang tham gia xây dựng cơ sở số 8. Tới dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện và đại diện một số ngành. Tổ công tác tham gia xây dựng cơ sở huyện Thanh Chương được thành lập năm 1999, ban đầu hoạt động ở những xã đặc biệt khó khăn, sau đó thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đã quyết định nâng lên thành đội cơ sở số 8, tập trung địa bàn hoạt động vào các xã tái định cư. Được sự quan tâm đặc biệt của cấp trên, đặc biệt là của cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy quân sự huyện, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã từng bước vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đó là nắm bắt tình hình tư tưởng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện công tác quốc phòng an ninh, công tác hậu phương quân đội, trực tiếp hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Nay thực hiện nhiệm vụ của quân đội, đơn vị được chuyển lên địa bàn xã Đọc Mại, huyện Kỳ Sơn là một xã biên giới đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ghi nhận các kết quả hoạt động của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đội cơ sở số 8 và mong muốn đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở địa bàn công tác mới. Nhân dịp này, đồng chí đã trao quà của huyện cho cán bộ chiến sĩ trong niềm xúc động và tự hào. Sáng nay, trường tiểu học Thanh Long đã phối hợp tổ chức lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Được thành lập từ năm 1954, trải qua các cuộc chiến tranh, trường được xây dựng tạm bợ bằng tranh tre nứa lá và được bố trí tại nhà dân. Đến nay, sau quá trình xây dựng và trưởng thành, trường có nhiều đổi mới và đã xây dựng hoàn thiện 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện trường có 16 giáo viên với trên 260 học sinh, trong đó có trên 85% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên, học sinh đạt dạy và học giỏi các cấp đều được nâng lên. Ngoài việc xây dựng đội ngũ giáo viên và học sinh, nhà trường còn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Hiện trường có 10 phòng học cao tầng, đầy đủ các phòng chức năng như phòng giáo dục nghệ thuật, phòng thư viện, phòng thiết bị và phòng truyền thống. Với một khuôn viên xanh sạch đẹp, có vườn hoa cây cảnh, sân chơi giải trí, thể dục thể thao, đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy học và vui chơi của giáo viên và học sinh. Với những nỗ lực đó, năm học 2010-2011, trường vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Về dự trao bằng và quà của huyện cho lãnh đạo nhà trường, đồng chí Đặng Thanh Tùng, trưởng công an huyện mong muốn tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực cố gắng xây dựng trường trở thành một trong những trường top đầu của huyện, tiếp tục giữ vững danh hiệu đạt được, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện ngày một đi lên. Sau phần lễ, các quý vị đại biểu đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ hấp dẫn do cô trò trường tiểu học và trung học cơ sở biểu diễn. Thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương vừa tổ chức hội thi tuyên truyền về quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế lần thứ nhất năm 2011. Tham gia hội thi có 28 thí sinh đến từ các khoa trong toàn đơn vị. Tại đây, mỗi thí sinh phải trải qua 3 phần thi gồm tự giới thiệu về bản thân, trả lời câu hỏi chính, trả lời câu hỏi phụ. Đây là hội thi được xem rất có ý nghĩa, không chỉ nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức ngành y tế và nhân dân trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện. Vận động cán bộ viên chức cùng người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng xã hội thực hiện tốt văn hóa giao tiếp, ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh, đẩy lùi các tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Mà còn là dịp để cán bộ viên chức các khoa phòng giao lưu học hỏi lẫn nhau để thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Bác Hồ, lương y như từ mẫu. Coi đây là cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải tập thể, nhất thuộc về khoa hồi sức cấp cứu, nhì khoa đông y, giải ba chuyên khoa. Cá nhân, giải nhất thuộc về đồng chí Nguyễn Thanh Bình, khoa hồi sức cấp cứu, nhì đồng chí Điền Thị Hương Giang, khoa chuyên khoa.
2 giải ba cho các đồng chí Trương Thị Hậu, khoa Dược, Nguyễn Thị Thu Hoài, khoa Ngoại. Ngoài ra còn trao các giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân khác. Cũng nhân dịp này, đơn vị đã tổ chức gặp mặt giao lưu với chị em phụ nữ trong cơ quan nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Ngày 20 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2011 tại ba xã Thanh Khê, Thanh Chi và Thanh Long. Tại xã Thanh Khê, ngôi nhà được bàn giao cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở xóm 7 là đối tượng hộ nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, đời sống hết sức khó khăn. Căn nhà có tổng giá trị 42 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ quỹ người nghèo 10 triệu đồng, nguồn vốn còn lại là do anh em gia đình họ tộc. Bàn giao tại xã Thanh Chi, đó là gia đình ông Nguyễn Doãn Xuân, xóm Kim Liên, với tổng trị giá ngôi nhà trên 23 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo huyện 10 triệu đồng, còn lại do anh em họ tộc và chính quyền địa phương hỗ trợ tiền và ngày công. Tại xã Thanh Long, bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Đào ở xóm 12, ngôi nhà có tổng giá trị 105 triệu đồng, trong đó quỹ vì người nghèo huyện ủng hộ 10 triệu đồng, còn lại do anh em họ tộc, làng xóm và chính quyền địa phương giúp đỡ. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đến nghiệm thu một số nhà đại đoàn kết tại xã Thanh Hà. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, chính quyền địa phương mong muốn các gia đình cần sử dụng ngôi nhà đúng mục đích, nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.